Man United thua bạc nhược trước Tottenham ngay tại Old Trafford. Ngay tại nhà hát của những giấc mơ, Man United đã để thua 0-3 cùng chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Bruno Fernandes trước Tottenham. Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc so tài giữa Manchester United và Tottenham. Ở lần gần nhất thi đấu tại Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã thảm bại 0-3 trước Liverpool. Và lần này, nhà hát của những giấc mơ lại tiếp tục bị biến thành nhà hát của những cơn ác mộng với các cổ động viên chủ nhà. Khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 3, Manchester United đã phải nhận một gáo nước lạnh khi để Brendan Johnson chọc thủng lưới. Đội chủ nhà sau đó tràn lên tìm bàn gỡ, nhưng khi những nỗ lực của các tiền đạo còn chưa mang lại hiệu quả, thì họ lại phải chịu tổn thất sau tấm thẻ đỏ của đội trưởng Bruno Fernandes. Lợi thế hơn người đã được Tottenham tận dụng triệt để ở hiệp 2 để ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Thua chung cuộc 0-3, Manchester United giờ đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 vòng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Aston Villa đã bất ngờ phải chia điểm trên sân của đội bóng mới lên hạng Ipswich Town. Tiền đạo trẻ Liam Delap là người hùng của đội chủ nhà ở trận đấu này khi lập một cú đúp ở các phút thứ 8 và 72. Xen giữa hai bàn thắng này là các pha lập công của Morgan Rozier và Ollie Watkins bên phía Aston Villa. Việc bị cầm hòa khiến thầy trò huấn luyện viên Unai Emery chưa thể cải thiện được vị trí thứ 5 của mình. Còn một điểm giành được đã giúp Ipswich tháo thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng.